Chào các bạn, hôm nay kênh Hiền Insight sẽ cùng bạn tìm hiểu cấu tạo bên trong của chiếc công tắc điều khiển từ xa công suất lớn. Đây là chiếc công tắc của hãng Honest, có mã là HT9220KG. Công tắc này giúp các bạn tắt bật các thiết bị có công suất lớn lên tới dòng là 30A và có khoảng cách điều khiển từ xa lên tới là khoảng 1 cây số. Và đây là đóng gói của bộ sản phẩm này. Chúng ta sẽ có cái điều khiển từ xa và bộ thu tín hiệu và tắt bật. Đây là chiếc điều khiển từ xa này và cái sách đi kèm. Kích cỡ khá nhỏ gọn và cái điều khiển này sẽ giúp các bạn tắt bật các thiết bị từ xa khoảng cách lên tới là 1 cây số. Đây là cái phần đầu điện, hai đầu bên trái là đầu vào và hai đầu bên phải là đầu ra tải. Và đây là công tắc. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra để tìm hiểu cấu tạo bên trong của cái bộ công tắc này. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái ốc vít. Các bạn tháo bốn cái ốc vít này ra là chúng ta sẽ tháo được cái bo mạch ở bên trong. Chúng ta tách cái phần vỏ của cái bộ thu tín hiệu và các bạn sẽ thấy cái bo mạch ở bên trong. Đây là nút bấm tắt mở và học lệnh điều khiển. Và đây là bo mạch chính. Các bạn có thể nhấc ra. Phần to nhất các bạn nhìn thấy đó chính là chiếc rene. Cái rene này sẽ có tác dụng là tắt bật các thiết bị công suất lớn. Và công suất đây có thể chịu được dòng là 40A. Khá lớn đúng không ạ? Và về nguyên tắc hoạt động ấy, thì nó sẽ thu tín hiệu từ chiếc điều khiển để tiến hành là đóng điện cho cái rene này hoặc là tắt điện. Khi mà đóng điện ấy, thì cái mạch sẽ được thông. Và khi đó nguồn điện vào sẽ được cung cấp cho các thiết bị của bạn và giúp các thiết bị của bạn hoạt động. Đây là cái phần đầu điện này. Đây là phần thu tín hiệu RF. Cái này sẽ thu tín hiệu qua anten và điều khiển cái rene tắt hoặc mở theo cái điều khiển của công tắc. Đây là bo mạch chính, cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Một số linh kiện. Đây là tụ này, biến áp. Phần dưới thì không có gì cả. Sức chịu tải của chiếc rene này lên tới là 40A, còn lớn hơn cả cái thông số ghi ở bên ngoài vỏ của thiết bị. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo bên trong của chiếc điều khiển từ xa. Đây là chiếc điều khiển từ xa có hai nút tắt và bật. Các bạn sẽ dùng vặn vít để tháo ba con ốc. Còn cái này sử dụng pin 12V, ký hiệu là 23A. Pin này cũng khá phổ biến. Chúng ta sẽ vặn ba con ốc giữ cái mặt sau của chiếc điều khiển. Các bạn tách cái lớp vỏ ra và chúng ta sẽ nhìn thấy cái bo mạch cũng có nền màu đỏ như cái bo mạch của bộ phận thu. Đây là bộ phận bấm nút. Có hai nút là nút tắt và bật. Anten này có thể kéo dài ra để tăng cái khoảng cách phát sóng. Ở đây ta thấy ghi tần số là 315 MHz. Nó sẽ hỗ trợ các cái thiết bị có tần số đó. Chúng ta thấy hai bo mạch này thiết kế rất là đồng bộ, có cùng tông màu đỏ và trên bo mạch kia có ghi mã là 9220KGD. Chính hãng của Honest. Để tìm hiểu kỹ hơn về thông số của bộ công tắc này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.